Chị đang làm gì đây? Đang qua chỗ ăn ở trong khu vực ăn. Đây là thức ăn gì? Chắc là của cá này, chuối này, cái này cá tổng hợp này. Ở cho ăn bằng má này nó tiện nhỉ? Sao cho mi cháo lợn này? Cháo này cũng là đủ đấy. Nhưng mà chị làm nào để ra được cái cháo như này? Cái này chị mổ cá nó thì sau bắt đầu chị luộc nó thì xay. Xay chuối trộn nó lộn với cá hợp nhau. Rồi sau trộn nó lại nhau thì cho nó ăn. Hay vậy, cho ăn bằng máng này hay vậy. Nó không cắn đúng không? À, mỗi con như này được mấy lạng? Con này thường thường là được lạng cũng hoặc 2 lạng. 2 lạng. 2 lạng này? 2 lạng cái ăn. 2 lạng cháo của nó. Lúc mình cho ăn mà nó mình cảm thấy nó béo quá thì mình rút chảy đi, mình rút bớt đi. Rút bớt đi à? Cháo đi. Tiện nhỉ? Thế này thì sau lên giống thì chị phát hiện kiểu gì? Chị soi, sáng người ta là chị soi nó. Hôm buổi sáng soi một lần. Tao chị thử soi thử em xem nào. À, lại phải dùng điện thoại à? Không có đèn pin thì... À, soi đèn pin. Soi pin. Soi này, soi nào nó soi. Sáng cực soi. À, lại soi như này. Soi như này. À, cẩn thận nó cắn. Con làm cảm thấy mà nó đỏ, nó sưng được thì làm được. Thế sau nó lên giống rồi sau chị làm nào nữa? Lên giống thì chị bắt nó ăn miệng để cho nó phối nhau. Là cho vào cái chuồng rộng kia? Cho vào chuồng rộng hoặc là phối. Đâu chị ra chỉ cái chuồng rộng quay em xem. À chuồng kia? Sao lại nhốt chung bọn nó vào này? Vì là nó hay được thì là chung nhau thì nó không phối với nhau được mày. À, nhiên chị rốt mấy được mấy cái đây? Rốt 2 được 4 cái. Thế nó không cắn không cắn? Không ạ. Hay à? Vì là nó lên tổ thì nó không còn cắn nhau nữa. Thì bao nhiêu ngày thì lại tách, lại tách? Thường là từng độ một con, hay chỉ có một tách ra. Con nào cần chuồng nào vào chuồng đấy thì nó là chỉ đánh số. À. Thế nhưng mà để phối tập trung này thì nó có hiệu quả không? Có hiệu quả. Hay nhỉ? Cái này mà mình cứ để đây đến lúc mà chờ nó bầu hẳn to xong rồi mình tách có được không? Không, mình nghĩ là nó còn là mình tách ra xong thì nhưng mà con là được thì là được, còn con là không được thì mình phải để tính xong. Cũng hợp lý nhỉ, làm này thông minh. Thế này mà mọi người mà nuôi mà làm kiểu dạng như chuồng thấp ấy thì chuồng thấp thì mình khó nhìn. Khó nhìn đúng không? Mình khó soi nhỉ. Nhưng mà chuồng cao thì mình soi nó dễ hơn. Thấp thì mình cúi xuống mà không soi nó khó hơn. Cao này bao giờ soi nó dễ hơn. Ông nào mà nghĩ ra cái kiểu chuồng cao này là cũng là thông minh ấy đúng không? Mình nghĩ ra cái máng này nó là thông minh ấy. Thực ra là cái con này nó giữ mà không cho ăn bằng máng được mà cứ mở ra mở vào là cũng nó lớp liên tục rồi. Đúng rồi, cắn đấy. Mà sau nó cũng khó soi lên giống nữa, không làm cao của này đúng không? Đúng. Chị làm cái công việc này lâu chưa? Chị làm có 5 năm rồi. Vâng. Quen chưa? Quen rồi. Nhưng mà mới đầu xuống thì có sợ không? Nói chung là cái gì thì đầu tiên là cũng bỡ ngỡ, sau thì là nó cũng một thời gian sau nó cũng quen, một tháng sau nó quen rồi, làm quen cái này cũng dễ mà. Thì cái yêu động vật là được mà. Thì nuôi thì lúc nào nó bệnh thì làm nào? Bệnh thì mình phải để ý nó chứ, phải để ý nó xem mà con nào bị bệnh là mình phải để ý. Thì cái biểu hiện của nó thế nào? Biểu hiện của nó hay là mắt phải lờ, nó hay cục cái đầu xuống. Thế sau nếu mà nó bệnh thì chị cho nó uống thuốc là hết à? Nó uống thuốc thì tiêm. À, thế là chị lại là chị làm hết chứ còn không cần ai hỗ trợ luôn. Ồ, siêu thế. Chỗ này bây giờ là tổng chi nuôi chỗ này là mấy trăm à? Chỉ là 500 em ạ. Trong
được 500 á. Em nhìn chuồng đây này, mỗi một cái là hai hàng liền nhau mà. Hai hàng liền nhau. Nhưng mà em hỏi thật, nuôi này có bán được không? Bán được chị. Mấy triệu một cân? 2 triệu một cân, hơn 2 triệu. Đấy là bán thịt. Bán thịt đó. Thế còn bán giống mấy triệu? Bán giống thì tùy, nhưng mà cái thịt đâu còn phải đắt hơn đâu. Bán giống thì mấy triệu? Bán giống 5 triệu một cân đấy. 5 triệu cơ. Thế thì làm gì người ta có điều kiện người ta nuôi. Nghĩ là nuôi xong này còn sinh sản ra cơ chứ. Có phải là mình nuôi xong rồi người ta còn nuôi về này đó. Đấy còn sinh sản lời rồi cái đấy. Nhưng mà thế thực tế một năm thì chị thấy nó đẻ một năm thì được mấy lứa? Được 2 lứa. Sao cái bọn trên mạng nó ở được 3 lứa? Đầu tiên thì tháng 2 thì phải 4 năm. Thế à? 2 tháng 3 đầu năm. Thế với bọn trên mạng nó bốc phét được 3 lứa. Chị ăn thử con này bao giờ chưa? Chị ăn rồi, ngon mà em. So với lại thịt gâu gâu thì... Nhiều. Cái này nó thơm hơn nhiều. À, hay nhỉ. Vâng, cơ bản là nuôi thì chắc là ai nuôi được, nhưng mà lo mỗi đầu ra. Thế bây giờ nếu mà muốn tìm đầu ra thì cái cách tốt nhất là làm như nào chị? Thì phải trên mạng nhé. Đấy, bán hàng trên mạng đấy. Thì khách mới thì chị có cần phải tư vấn nhiều cho khách không? Chứ không phải tư vấn trường hợp nào mà bán cho người ta mà sau về mà con giống của mình nó bị bệnh biết gì không? Đi trường hợp thì phòng trước rồi là cái gì mình bán thì đã tiêm phòng cho người ta. Con này nó ưng ấy nhỉ, đấy nuôi tập trung này nó cũng ok đấy nhỉ. Con này mấy cân? Con này 5 cân, 5 đến 6 cân, tầm 5. Có con nào 7 cân không? Ít lắm, không chỉ có ấy thôi. Thường thường có 6 cân, 7 cân thì cũng có. Đấy, đấy nó cứ khè nhau kiểu gì ấy. Nó đang phối đấy, nó thì kiểu như là nó được kiểu như khè con cái. Một con đực này là mình vứt tầm độ con cái có chịu được có thể thôi cũng khó. Mai chị cho nó uống cái gọi là X-Men của đàn ông của người. Uống X-Men của đàn ông mà bạn này cũng được lắm, ăn trứng lộn với lại trứng ấy, trứng gà. Con mới sáng một con, mỗi cơm sáng một quả. Thế à? Con được là như thế. Đấy, đấy nó đuổi đấy. Đấy, đấy. Lúc nào đẻ, bảo em quay video nhé. Và chị ra cho ăn nốt đẻ, quay nốt cái chỗ đoạn ăn đấy. Cái quạt này để làm gì đây? Con này để quạt cho mát này mày. Mùa hè mình quạt nó kiểu mình lấy nước ra cho mát. Này cả lắp phun xương này á? Rồi, ok. Hay nhỉ, ông nào ông thiết kế ra cái máng ngăn này hay nhỉ? Cái này thì nó không cần. Cái này để làm gì? Cái này để cho nó vào cho máng vào em nhỉ? Ok, cái trông rồi. Chọc nó này để cho nó đỡ, nó chui ra được đấy. Nó to khi mà nó chui được ấy? Chui được này. Thế là bình thường thì nếu mà mình cho ăn cá sống thì thế nào? Cá sống ăn cũng tốt mà. Nhưng mà mình để lạnh thì tốt thì mình cho ăn cá sống cũng được. Đấy, ăn hết rồi đấy, mấy con ăn hết rồi. Đây, một ngày chị làm mấy tiếng? Chị làm 8 tiếng. Tiếng ấy? 8 tiếng là... 8 tiếng thì chuồng và cửa má. Và cho anh lên con cái, con nào nó lên không lên. Ừ. Cái này có vài con này lấy đâu 500 con mà ấy. 500 con gì đấy. Hết cả dãy này luôn à? Hết cả dãy này, tất cả cái xưởng này luôn. Ừ. Ô, cái bọn này sao bé thế? Bọn này nó vừa sinh sản ra. Con này bé tí, em xem nào. Con này mới đẻ được mấy tháng không? Đẻ được 2 tháng rồi.
2 tháng. Còn bộ này bây giờ thì nếu như mà khách lấy đấu thì bán bao tiền một đôi này? Có đến 12 triệu một đôi không? Bé tí này. Sao bộ này ăn ít thế? Nó bé mày. Ok, thôi chị làm đi, em đi có việc đây.